Thưa quý vị, chiều nay ông Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp chuyên đề kỳ họp thứ 8 diễn ra chiều nay tại trụ sở Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội. Với 100% các đại biểu có mặt tán thành, ông Trần Sĩ Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội chính thức được Hội đồng Nhân dân bầu vào vị trí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Phát biểu nhận nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, với quy mô và tầm vóc của thủ đô, ông nhận thức được nhiệm vụ được giao là to lớn. Tân Chủ tịch Hà Nội cũng cho biết sẽ tập trung nguồn lực để thực hiện hiệu quả nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó ưu tiên tạo đột phá trên 3 lĩnh vực. Thứ nhất là ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu mang đặc trưng của thủ đô, vấn đề giao thông và môi trường đô thị. Thứ hai là hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền, tăng cường công tác tổ chức, thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội và quản lý đô thị. Thứ ba là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong quản lý xã hội, quản trị kinh tế và quản lý văn hóa, du lịch. Trên cương vị Chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội, tôi sẽ gìn giữ và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được của thủ đô qua các thời kỳ, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, tạo sự chuyển biến rõ nét, toàn diện hơn nữa trong nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Sĩ Thanh cho rằng mục tiêu quan trọng trước mắt của mình là làm sao để mỗi người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thụ hưởng được những lợi ích từ quá trình cải cách hoạt động điều hành của chính quyền thành phố. Thước đo của thành công là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Để thực hiện mục tiêu đó, tân chủ tịch đã đưa ra một vài kiến nghị. Thực hiện mục tiêu đó, yêu cầu hệ thống chính quyền thành phố phải đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường phân cấp ủy quyền, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ thành phố đến cơ sở. Tổ chức phân công, phân nhiệm rõ ràng, kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh. Kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức có hành động tiêu cực, vô cảm, nhũng nhiễu trong thực thi công vụ, nhất là việc cá thể hóa trách nhiệm cá nhân người đứng đầu của các cơ quan hành chính của thành phố. Ông Trần Sĩ Thanh sinh năm 1971, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Kể từ năm 2004 đến nay, ông Trần Sĩ Thanh đã có hơn 14 lần được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm giữ các chức vụ khác nhau. Ông là đại biểu Quốc hội khóa 14 và 15, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12-13. Ông Thanh từng kinh qua các vị trí như Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn, Phó Ban Kinh tế Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Khách quan mà nói, ở mỗi nhiệm kỳ, các lãnh đạo thành phố Hà Nội đều có những đóng góp nhất định cho sự phát triển chung của thủ đô. Nhưng cũng phải nhìn nhận, không hẳn lãnh đạo nào cũng để lại dấu ấn. Thậm chí với hai lãnh đạo tiền nhiệm ở vị trí Chủ tịch Hà Nội, các ông Nguyễn Đức Chung, Chu Ngọc Anh, vì những vấn đề khác nhau giờ đều vướng vào vòng lao lý. Với ông Trần Sĩ Thanh, nhân sự mới được giới thiệu bầu làm Chủ tịch Hà Nội, một người từng kinh qua nhiều cơ quan, vị trí qua nhiều vùng đất khác nhau, người dân và doanh nghiệp lại thêm một lần nữa kỳ vọng. Đó là sự kỳ vọng về một người lãnh đạo đứng đầu hệ thống chính quyền, thực sự gương mẫu, trong sạch, vượt qua những cám dỗ, gây dựng hệ thống chính quyền liêm chính. Quan tâm đến vấn đề nóng của thủ đô trong thời gian qua, bà Bùi Thị Tuyết cho rằng tân Chủ tịch Hà Nội cần thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những vấn đề bức xúc, thậm chí là tồn tại từ rất lâu, chưa được giải quyết dứt điểm. Tân Chủ tịch Hà Nội cần sớm xây dựng được một bộ máy chính quyền trên dưới đồng lòng với tinh thần kiến tạo, phục vụ, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ phát triển mới. Trong thời gian vừa qua, sau khi tướng Chung, là Chủ tịch Chung rồi đến ông Chu Ngọc Anh đều đã bị kỷ luật, thì với người dân chúng tôi hết sức hoang mang và có phần lo lắng. Vì với các tỉnh khác thì đã là quan trọng, nhưng với thủ đô của chúng ta thì lại hết sức quan trọng hơn. Và điều kỳ vọng gần đây nhất là chúng tôi mong bình ổn giá cả, nhân dân sống trong sự đoàn kết, tất cả những tiêu cực, những tham nhũng đều phải được xử lý một cách văn minh. Còn đối với ông Trần Đình Triệu, làm bí thư chi bộ tại địa phương, thường xuyên theo sát cuộc sống của người dân, ông cũng kỳ vọng Chủ tịch Hà Nội sẽ có tầm nhìn,
định những đường lối chính sách chắc chắn để phát triển kinh tế vĩ mô và khơi dậy được những nguồn lực, môi trường nhằm thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn, giúp kinh tế thủ đô phục hồi phát triển. Và đối với chủ tịch mới thì nói chung là bà con nhân phố chúng tôi mong muốn rằng là sẽ có những cái thay đổi hơn so với những cái chủ tịch cũ, đặc biệt là trong vấn đề quản lý trật tự đô thị. Ví dụ như là quản lý đối với vấn đề trật tự giao thông, làm sao để đảm bảo an toàn hơn, tốt hơn. Thế rồi quản lý công tác xây dựng nó có cái mức độ tức là cân đối hơn. Việc thoát nước chẳng hạn là nó sẽ có cái làm sao để mà nó cải thiện được cái cho đời sống nhân dân người ta ngày càng tốt hơn. Như là đường là trường là 2, là bệnh viện là 3. Vì có những chỗ thì cũng chưa được gọi là chẳng hạn về bệnh viện ấy, có những chỗ thì cũng còn dân cũng còn phải vất vả. Chẳng hạn nằm trong bệnh viện chỗ nằm chỗ nghỉ là vì mà bệnh viện thì bệnh nhân đông quá, nó quá tải, thế thành ra là nó cũng vất vả. Thì mong nghe tân chủ tịch mới này thì giúp cho nhân dân được mọi thứ thì sẽ đỡ vất vả. Sau vấp ngã của hai chủ tịch vừa qua, cử tri và nhân dân mong muốn người kế nhiệm phải dám nghĩ, dám làm, đặt lợi ích của người dân lên trên hết, thể hiện đúng tư tưởng của Bác Hồ và yêu cầu hiện nay của Đảng ta là con người công minh, chính trực, cùng với đó là lối sống cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư. Bản tin thời sự tối sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trước diễn biến giá thịt lợn và giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi có xu hướng tăng cao thời gian gần đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các bộ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương, Tài chính và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố theo dõi sát diễn biến tình hình giá cả, cung cầu thịt trên thị trường để thực hiện ngay các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu và bình ổn giá. Phó Thủ tướng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ tình hình xuất khẩu thịt lợn qua biên giới, quyết liệt thực hiện các giải pháp chống đầu cơ, trục lợi, thao túng và nâng giá bất hợp lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương, cơ quan liên quan, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương, các lực lượng chức năng, các tổ chức và cá nhân sản xuất chăn nuôi lợn tiếp tục tập trung thúc đẩy sản xuất, chăn nuôi, tái đàn, chế biến và bảo đảm nguồn cung để bình ổn giá. Đồng thời khẩn trương tái đàn theo hướng bền vững, chăn nuôi theo mô hình khép kín và an toàn sinh học, đẩy mạnh sản xuất con giống, bảo đảm tổng đàn lợn cả nước đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng trong nước. Xăng dầu liên tục giảm mạnh trong 3 kỳ điều hành gần đây, hiện giá xăng dầu trong nước đã về ngang với hồi tháng 2 năm nay. Dù vậy, theo ghi nhận tại thành phố Hồ Chí Minh thì giá nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn giữ ở mức cao, thậm chí là còn tăng cao vì phải nghe ngóng thêm kỳ điều hành tiếp theo. Tại chợ truyền thống, giá nhiều loại thực phẩm thiết yếu vẫn đang ở mức cao, thậm chí còn tăng thêm trong những ngày gần đây. Thịt heo, thịt bò là một trong những mặt hàng đang tăng giá nhanh và nhiều nhất. Xăng nó xuống mà heo nó vẫn cứ lên. Cái này là tại ảnh hưởng là heo nó đưa qua bên Trung Quốc. Đâm ra mình mới bị ảnh hưởng là heo nó tăng. Chứ không phải là xăng lên là heo lên. Rồi xăng xuống heo vẫn lên, đang lên. Nó báo giá hôm nay lên 2.000, cứ mỗi ngày 2.000, 2.000. Coi như là hơn một tuần lễ nay là lên gần 20.000 một ký lô. Các mặt hàng rau củ, trái cây tại chợ cũng đang giữ nguyên giá. Các tiểu thương cho biết khó có thể điều chỉnh giá các mặt hàng này khi mà nguồn cung đang rất hạn chế do ảnh hưởng bởi thời tiết và mùa vụ. Hiện tại mỗi kg rau xà lách có giá lên tới 60.000 đồng một kg, bó xôi 50.000 đồng, các loại cà chua, hành vẫn ở mức 30.000 đến 50.000 đồng một kg. Giảm gì cũng phải từ từ chứ nó đâu có làm liền được. Rau không giảm là tại vì trời mưa, rau hư hết rồi lấy gì giảm. Tại các măng cục sầu riêng, đó là những mặt hàng đó là chưa có thể giảm được. Tại vì khi giờ nó đang vô là coi như là nó cuối mùa, nó thành ra là hàng nó ít, thành ra là nó mắc thôi. Đối với các hàng quán bình dân, nhiều nơi cũng đã có điều chỉnh tăng giá để ứng phó với cơn bão giá đầu vào vừa qua. Hiện xăng dầu đã giảm nhưng chủ quán vẫn chưa có kế hoạch giảm về giá cũ trước đây và tiếp tục mong đợi vào những kỳ điều hành giá xăng dầu tiếp theo. Hoặc ly, hoặc nắp, hoặc muỗng, hoặc ống hút, từ cái chi tiết nhỏ nhỏ, cái gì cũng phải bị lên hết trơn. Người ta cũng trông chờ điều đó đó. Ai cũng trông chờ cái xăng nó giảm, đặng các mặt hàng nó đều giảm, đặng cho mình dễ làm ăn.
xăng dầu tăng phi mã kéo theo các loại hàng hóa khác tăng cao. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân trong nhiều tháng qua. Thời điểm này, khi vật giá vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt theo giá xăng dầu, nhưng người dân vẫn kỳ vọng vào việc giá xăng dầu liên tục giảm sẽ thiết lập một mặt bằng giá hàng hóa mới thấp hơn hiện tại. Từ đầu tháng 7 tới nay, giá xăng đã được điều chỉnh giảm. Tuy nhiên, giá nhiều mặt hàng thiết yếu vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến túi tiền của người dân. Tích cực kìm giá, tung khuyến mại, ra mắt hàng có nhãn riêng, giá tốt là những giải pháp được các nhà bán lẻ thực hiện nhằm kích cầu mua sắm, chia sẻ với người tiêu dùng trong giai đoạn này. Tranh thủ tan làm sớm, chị Tính ghé siêu thị dưới nhà để mua sắm thực phẩm tươi sống, đồ khô, hóa mỹ phẩm cho cả gia đình trong tuần tới. Thời buổi giá cả leo thang, chị Tính phải cân nhắc kỹ hơn trước khi lựa chọn các loại hàng hóa, làm sao để vừa tiết kiệm vừa chất lượng. Cái bàn nội trợ chúng tôi ấy, thì đi chợ bây giờ nó cũng là cả một vấn đề mà nó cũng phải có chiêu. Thì giá cả sản phẩm thì nó cũng tăng rất là nhiều. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì cũng có những cái sản phẩm mà nó chạy giá khuyến mại hoặc là có những cái giá rất là tốt. Các cái sản phẩm mà tôi thường dùng chọn cho gia đình ấy, thì là sẽ chọn những cái nhãn hàng riêng của siêu thị. Cùng với cái dòng sản phẩm đấy ở các cái thương hiệu khác thì giá của nó cao hơn rất nhiều so với cái nhãn hàng riêng của siêu thị. Và đấy cũng là một trong những cái lý do mà tôi cân nhắc và mua để cho gia đình nhà mình sử dụng, và tôi cũng rất là yên tâm khi sử dụng cái nhãn hàng riêng của siêu thị. Theo ghi nhận tại hệ thống cửa hàng Winmark, Winmark Cộng, các mặt hàng nhãn riêng Winmark Wood, thực phẩm khô, Winmark Cook, thực phẩm chế biến, Winmark Home, đồ gia dụng, Winmark Care, chăm sóc cá nhân, tại chuỗi bán lẻ này được bán với giá rẻ hơn 10-20% so với các sản phẩm cùng phân khúc trên thị trường. Bên cạnh đó, nhãn hàng thực phẩm chất lượng cao như rau sạch Win Eco, gạo Ngọc Nương, trứng gà và các sản phẩm từ thịt mang nhãn hiệu Olala, thịt sạch Mid Deli cũng có mức giá bán cạnh tranh so với chợ truyền thống. Bên cạnh đó, Winmark cũng vừa ra mắt thương hiệu Banks, chuyên về các loại thực phẩm tiện lợi, chất lượng tốt với giá thành bình dân, hướng đến mục tiêu cung cấp đa dạng lựa chọn về sản phẩm và mức giá, để mọi khách hàng có thể thoải mái chọn lựa theo nhu cầu và thị hiếu riêng của mình. Cái việc phát triển cái mặt hàng nhãn hiệu riêng, đây là cái chiến lược lâu dài của Wincommerce chúng tôi, đơn vị sở hữu hệ thống siêu thị Winmark cũng như là chuỗi cửa hàng tiện ích Mark Cộng. Chúng tôi mang tới cho khách hàng những cái sản phẩm mà có kiểm soát tốt về chất lượng cũng như là có giá thành sản phẩm tốt hơn. Wincommerce của chúng tôi không chỉ là đơn vị bán lẻ mà còn đóng vai trò là một nhà sản xuất các sản phẩm hàng hóa với quy trình sản xuất khép kín. Và từ đó thì đây là một cái thế mạnh rất là lớn của Wincommerce trong cái việc mà chúng tôi kiểm soát chặt chẽ hơn về cái chất lượng sản phẩm và chủ động hơn về giá thành, rồi các sản phẩm tiêu dùng nói chung và các cái sản phẩm nhãn hiệu riêng của chúng tôi nói riêng. Theo Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, hiện tại thị trường trong nước, các sản phẩm nhãn hàng riêng được kinh doanh phổ biến với giá cả cạnh tranh. Do khi làm nhãn hàng riêng, các nhà bán lẻ tiết kiệm được chi phí chiết khấu, tiếp thị, quảng bá. Với những lợi thế này, các chuỗi bán lẻ như Winmark, Winmark Cộng đều tích cực phát triển nhãn hàng riêng, đặc biệt xem đây như là phương thức khẳng định uy tín thương hiệu doanh nghiệp và hàng hóa đối với người tiêu dùng.